Hiếm khi nào Thiện thấy một cái mảnh vườn sầu riêng có đến là 300 mét vuông thổ cư mà mặt tiền rộng đến 40 mét đẹp như thế này nha anh chị. Xứ của mình là xứ Cai Lậy nha, đặc biệt ở đây là thị xã Cai Lậy luôn nha anh chị. Và cây này là sầu riêng mỏng thon anh chị ha. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Lời đầu tiên Bảo Thiện xin gửi lời chúc bình an và may mắn đến tất cả nhà xem được clip này của Bảo Thiện nha. Dạ, hôm nay Bảo Thiện đang có mặt tại xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Xin được giới thiệu cho anh chị một mảnh vườn sầu riêng đường ô tô 4 chỗ ha, vào tới đất luôn. Đường đá xanh của mình tương đối là rộng luôn nha anh chị. Và có dự án trong tương lai sẽ là đổ đan cho mình luôn. Và đặc biệt đó là mặt tiền mình rất là rộng, rộng đến là 40 mét luôn anh chị ơi. Xung quanh đó thì cũng có nhà dân hiện hữu và cũng có đường điện sẵn cho mình luôn nha. Dạ rồi, Bảo Thiện xin khái quát một chút về tuyến đường cũng như hướng đi của mình cho anh chị cô chú mình nắm rõ nha. Anh chị xem, ngay bên tay trái Thiện đây á, chính là cái mảnh vườn sầu riêng của mình. Có một cái mặt tiền cực kỳ lý tưởng luôn, lên đến là 40 mét luôn nha. Chiều hậu sâu và là 50, diện tích của mình là 2 công, tầm 2.000 mét vuông, tương đối là sạch đẹp luôn. Đất không mồ mả luôn nha anh chị. Và bên hông ranh phải của mình là cũng có sẵn cái lưới hàng rào phủ ra luôn. Cho cô chú và anh chị mình về vấn đề ranh móc thì rất là yên tâm luôn nha. Ở đây thì Thiện thấy là có nhà dân hiện hữu này, có điện nước đầy đủ cho mình luôn nè. Tới đây nha anh chị, tới cái rào này nha. Dạ rồi, thì ngay vị trí mà Thiện đang đứng đây nè, anh chị thấy ha, cái đường phía trước đó là đường đan, cũng là đường đan 3 mét, ô tô 7 chỗ, 16 chỗ tới đất luôn. Thì từ vị trí Thiện đứng nè, anh chị qua bên kia là chỉ có là 100 mét thôi. Từ vị trí đường đan đó, anh chị rẽ phải mình ra với quyện lộ 60 của mình là một cây, và anh chị rẽ trái thì mình sẽ ra với lại là đường sông Ba Rài nha anh chị. Đường cặp sông Ba Rài và cũng thông ra tuyến tránh thị xã Cai Lậy chỉ có 800 mét thôi anh chị ơi. Ở đây mà anh chị ra với ủy ban của xã mình, ủy ban dân xã Thanh Hòa, trạm y tế xã Thanh Hòa là 1.5 km ha, cho tất cả những tiện ích công ở ngay khu vực xã Thanh Hòa của mình. Và nếu mà anh chị đi ra ngã tư Cai Lậy của mình đó, ngã tư Cai Lậy của mình tất nhiên rồi rất là sầm uất luôn nha, trung tâm thị xã Cai Lậy luôn, thì nó sẽ có là siêu thị Co-op nè, Bách Hóa Xanh nè, bưu điện nè, tiệm mắt kiến đầy đủ cho mình á, thì là chỉ có 5 km thôi, tương đối là gần luôn. Và anh chị ra ngã ba Trung Lương thành phố Mỹ Tho là 25 km, và về bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh để về Sài Gòn là 75 km nha. Ở xung quanh đây người ta cũng trồng cây nhiều lắm anh chị ơi, người ta cũng trồng sầu riêng, người ta cũng trồng mít khá là nhiều luôn anh chị. Còn cái cổng phía trước này là cái cổng an ninh của cái miếng vườn sầu riêng của mình và những hộ bên trong. Tức là đường này đường vẫn là đường công cộng hiển thị trên sổ nha. Tuy nhiên để an ninh và để tốt hơn cho cái khu vườn của mình, bởi vì là mỗi cái kỳ mà mình đậy mũ xong trồng sầu riêng á thì rất là cần cái sự bảo mật nha anh chị. Để đảm bảo cho trái sầu riêng của mình là một trái mà có giá trị kinh tế cao, phải đảm bảo cái sự an ninh nên là mới làm cái hàng rào này thôi. Chứ đất của mình là đường công cộng hiển thị trên sổ, cô chú và anh chị mình cứ yên tâm nha. Vậy rồi, đây là mảnh vườn sầu riêng hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho anh chị. Mảnh vườn mà nãy giờ Thiện đi ngang qua đó anh chị ha. Có tổng diện tích là 2 công 2.000 mét vuông, có sổ hồng riêng sẵn rồi. Và vị trí ranh của mình thì đứng ngay vị trí này nè anh chị, có lưới hàng rào sẵn ha. Thì anh chị sẽ đo ngang qua cho Bảo Thiện, mặt tiền bề ngang của mình được là 40 mét, chiều hậu sâu vào là 50, trên đất là có là 300 mét vuông thổ cư luôn. Và mặt tiền đất thì xoay về hướng chánh đông luôn nha anh chị ha. Phía trước thì chủ cũng có đang trồng tắc này, tương đối là tươi tốt và xoay như thế này nè anh chị. Phía sau đất thì có rạch thoát nước luôn. Trên đất của mình thì đang có là 5-60 gốc sầu riêng ha. Sầu riêng có một số cây là nó mới cho trái xong nên thành ra nó hơi còi nha anh chị. Nhưng mà tẹt qua cái nhánh bên trái của mình thì Thiện thấy là sầu riêng nó tốt hơn. Đó, trái ở đây thì cũng rất là nhiều luôn. Phía sau đất thì cũng có rạch thoát nước hết, nên là Thiện thấy là cái vấn đề mà anh chị mua về để mình có thể cất nhà, mình vừa coi sầu riêng, mình vừa nghỉ dưỡng thì cũng tương đối là ok luôn nha. Đặc biệt là trên vườn của mình là có đến là 300 mét vuông thổ cư luôn. Đây là một điều mà Thiện thấy là anh chị ở thành phố và cũng như là người mới mua đất, mua để dành thì rất là quan tâm luôn nha. Bởi vì đất thổ cư bây giờ lên cũng không còn dễ như ngày xưa nữa, giá thành nó cũng cao, nên thành ra đất mình có sẵn thổ cư cũng là một cái lợi thế nha anh chị. Dạ rồi, tới cái vị trí này nè anh chị, tới vị trí ngay trụ điện này nha, thì mặt tiền đất của mình được là 40 mét, thì sẽ nhắc lại chiều sâu vào là 50, có là 300 mét vuông thổ cư luôn. Và chủ xin được bán với giá là 1 tỷ một công nha, tức là 2 công là 2 tỷ nha anh chị. Giá cả là mình sẽ về mình gặp chủ thương lượng trực tiếp nha. Dạ rồi, bây giờ Bảo Thiện xin bước vào vườn và giới thiệu kỹ hơn những chi tiết trên đất cho anh chị cô chú mình nắm rõ nha. Vậy đây là cây sầu riêng của mình nha anh chị. Sầu riêng này là sầu riêng mỏng thon nha. Tuổi đời tầm khoảng là 7-8 năm tuổi rồi. Đây, lá mỏng thon của mình thì nó dài như thế này nè anh chị. Lá rì sáo thì nó nhỏ và nó mập hơn chút xíu ha. Đó, và anh chị xem cây sầu riêng của mình nè, cây này cũng hơn 5 năm tuổi rồi, 6-7 năm rồi đó anh chị. Đó, về Cai Lậy mua sầu riêng thôi anh chị ơi. Trời ơi, cái lá bự chà bá luôn nè.
Đó, bự bán cái tay của Thiện luôn nè, anh chị thấy không ạ? Rất là ok ha. Đất của mình là sạch đẹp không mồ mả luôn anh chị ha. Sạch đẹp không mồ mả luôn. Có 3 m2 thổ cư, và thổ cư của mình là thổ cư chạy nha, không phải thổ cư cố định nên anh chị về cất nhà như thế nào cũng được hết. Đó. Và về sầu riêng thì cái nguồn nước rất là quan trọng. Phía sau đất của mình chủ cũng nói thiệt là cũng có sẵn cái đường thoát nước rồi nha anh chị. Đặc biệt cái vị trí của mình thì thấy là cũng gần với huyện lộ 60 này, có một cây thôi. À, cũng gần với tuyến tránh thị xã Cai Lậy, có 800m nha. Và anh chị ra với đường sông Ba Rài thì có 500m thôi, cũng tương đối là đẹp luôn nha anh chị. 40 và 50 là Thiện thấy là một cái diện tích vàng á, một cái diện tích rất là đẹp. Để anh chị cô chú ví dụ như mình mua về mình không có nhu cầu mình cắt ra mình bán, cũng có thổ cư sẵn cũng dễ bán thứ nhất nè. Cái thứ hai là thí dụ như mình muốn hùng hạp với anh chị em bạn gì của mình thì mình hùng cũng dễ luôn ha. Đó. Mấy cây sầu riêng của mình. Đường này là đường ô tô 4 chỗ tới đất nha anh chị. Và Thiện đã thấy cái phần trụ ranh cuối đất của mình rồi. Nói chung gia chủ của mình tương đối là kỹ tính luôn. Đây có lẽ là cái đường thoát nước của gia chủ mình ha. Nè, cái trụ ranh cuối đất của mình nè. Đó, có cái đường thoát nước đây nha anh chị. Đường thoát nước trong cái vườn của mình nha. Đó là hết cái diện tích đất của mình, 40 và 50 tương đối là đẹp luôn nha anh chị. Phía sau người ta cũng trồng sầu riêng tốt ghê chứ kìa. Wow, tốt ha. Ở xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang với giá là 1 tỷ một công, thương lượng chính chủ nha anh chị, 300m2 thổ cư luôn. Dạ rồi, một mảnh vườn sầu riêng rất là đẹp ha, diện tích vàng luôn, sổ hồng cầm sẵn, công chứng liền luôn, tại xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và anh chị quan tâm hoặc có nhu cầu ký gửi nhà đất đừng ngần ngại liên hệ liền cho Bảo Thiện hoặc anh Khang Trần nha. Bảo Thiện xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ cô chú và anh chị đã theo dõi đến cuối cùng clip của Bảo Thiện nha. À, anh chị ơi đừng quên đăng ký kênh, ấn cái chuông ở phía bên phải để chúng ta có thể dễ gặp nhau hơn ở những bất động sản tiếp theo giá rẻ giá ngộp hàng ngày trên nhà đất Trần Ngôi nha. Bảo Thiện xin chào, hẹn gặp lại cô chú và anh chị mình ạ.